Ngọc Anh Hồ chào đón toàn thể các bác đam mê, đặc biệt là các bác đam mê bẫy chim khuyên và bẫy chào mào. Ngày hôm nay thì sẽ đưa đến cho các bác về một cái dòng sản phẩm cũng khá là mới và cũng là lần đầu tiên nó lên sóng tại shop bên Ngọc Anh nhé. Đó là một chiếc lồng bẫy, hay các bác còn gọi là chiếc lục bẫy. Mẫu này là sẽ dành cho các bác bẫy chim khuyên. Đấy, bên em thì đang cung cấp đến toàn thể các bác thợ bẫy này, các bác chơi đam mê hay giải trí, một trong những mẫu bẫy chào mào. Đấy, được các bác đón nhận rất là nhiều và được đánh giá khá cao vì đây là một cái mẫu cao cấp với chất liệu là inox và 100% là sử dụng dây đồng để quấn này, các bác nhìn này, rất là nhiều dây đồng để quấn này. Đấy, chất liệu thì bằng inox 304 chống han gỉ, các bác có thể test thử được, nếu mà không phải inox thì xịn thì bên em sẽ hoàn tiền cho toàn thể các bác. Đấy, và có trách nhiệm nhé. Rất là nhiều bác trong quá trình mà mua hàng thì có hỏi bên em, thứ nhất đó là về cái mẫu lồng số 8 này, lồng bẫy chào mào này có kích thước là bao nhiêu. Thì cái kích thước chiều ngang của nó, của mặt lồng này, nó rơi vào khoảng 15, và cái chiều rộng này cũng vậy, nó tầm khoảng 15 cm. Đây là em ướng bằng bằng tay nhé các bác nhé, không phải 15 mà 25 các bác nhé, 25 nó sẽ chuẩn hơn. Đấy, nó rơi vào khoảng tầm 25. Đấy, ngang hay dọc đều như vậy. Với cái mẫu lồng số 8 này thì ngoài cái chất liệu cao cấp thì đây là một cái mẫu lồng cũng khá tỉ mỉ vì do bác thợ, một bác thợ làm thôi, làm thủ công nên là khá là chắc chắn và bền đẹp. Hơn thế nữa thì bác thợ này khá là kỹ tính nên là những chiếc lục như này trước khi được ra lò thì bác đều cẩn thận từng khâu một. Và hiện tại thì các bác đang được nhìn thấy đây, đây là mẫu lồng bẫy chào mào mà bên em đang cung cấp đến toàn thể các bác. Có thêm một chút thắc mắc nữa, khi mà các bác đã được xem video này rồi thì em sẽ quay sát hơn, đó là mẫu lồng này, cái cửa lên xuống của nó sẽ với cái hình dạng như thế nào. Thì đây các bác nhìn này, trượt lên như thế này nhá, trượt xuống đóng, trượt lên, trượt xuống đóng và khóa lại. Đấy, với cái kiểu cửa trượt như thế này thì đến 100% các bác đều ưng, và tất cả các bác đi thợ đánh chim thì đều thích cái cửa này, dù là mẫu lồng gì đi chăng nữa thì cái cửa này nó sẽ rất là tiện. Đấy, hơn thế nữa thì các bác nhìn này, với cái phần cầu tử nó hình tròn và ở đây thì sẽ sử dụng những cái thanh tre để làm cái phần cầu tử. Đấy, nhìn trông rất là hiện đại và nó cũng có một chút thẩm mỹ. Đấy, đấy, móc thì sẽ sử dụng móc inox nhá các bác nhá, đi đồng đây, móc inox đây, móc này có thể xoay được nên là rất là tiện để các bác treo lồng lên. Với cái mẫu lồng bẫy số 8 này thì nó còn được chú trọng đến cái phần mà sập bẫy trong quá trình mà các bác đi bẫy ấy. Thì các bác nhìn này, em sẽ đang gài thử đây. Đấy, thì các bác nhìn nhá, khi sập bẫy này, đấy thì ở phần đầu của cái mặt đập bên trên này nó có thêm một cái móc inox như này, để trong cái tình trạng mà con chim các bác bẫy được nó khá to, nó trưởng thành rồi, nó đủ sức khỏe để nó có thể đẩy cái phần mặt đập về bên trên này đi, thì ở đây nó sẽ có một cái móc để nó móc chặt lại cái phần mặt đập này. À, các bác nhìn này ạ, hai bên đều có và đều rất là chắc chắn như thế. Đây. Đấy. Nên là các bác yên tâm tuyệt đối nhé. Từ cả lò xo cũng là dạng inox hết nên là rất là khỏe như các bác nhé. Với cái đây là cái mẫu lồng chào mào. Thế còn mẫu lồng số 8 để bẫy chim khuyên thì kích thước của nó sẽ nhỏ hơn khá nhiều. Đấy, chiều ngang, chiều rộng của nó thì rơi vào khoảng 20 cm thôi. Nó vẫn là form số 8 nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn, đều sử dụng inox và quấn đồng. Đây đều là những cái mẫu lồng mà dành cho toàn thể các bác có điều kiện kinh tế và chịu chơi. Đấy, hoặc các bác có cái thâm niên trong cái ngành nghề đi bẫy chim này rồi. Và đây là một trong những cái mẫu lồng lồng hai mặt để đi bẫy chim khuyên. Nó vừa có thể bẫy và vừa có thể nhốt được, các bác có thể tận dụng luôn này. Đấy, vừa bẫy vừa nhốt luôn như này nhá. Đây, hai mặt quay rất sát cho các bác này. Và thiết kế cũng không khác gì mẫu lồng bẫy chào mào cả. Đây là mẫu lồng số 8 bẫy chim khuyên. Có điều là nó sẽ nhỏ hơn, và nhỏ hơn thì cái tính tỉ mỉ cũng sẽ hơn. Thì có điều là về những nguyên vật liệu nó sẽ giảm đi thì giá thành nó sẽ rẻ đi một xíu nhé các bác nhé. Cụ thể thì các bác liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, đây là một cái mẫu lồng mới ra mắt nên em sẽ đưa đến cho toàn thể các bác một cái mức giá ưu đãi. Thế còn với cái mẫu lồng chào mào này, bên em đang hiện cung cấp đến toàn thể các bác là 1,2 triệu, bao gồm cả áo và cáo ngăn rồi. Đấy, thì các bác hãy liên hệ trực tiếp để em được phục vụ toàn thể các bác trên toàn quốc nhé. Hàng bên em gửi đến tận nhà sẽ được quyền kiểm tra, sau đó thì các bác mới phải thanh toán tiền. Và rất là mong sẽ được gặp lại các bác trong những video sau nữa. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác.